Tại vì đó một năm 10 năm, năm 10 đây 10 lần, rồi tới 30 tới 15 tháng, bữa nay 10 là 20 tháng mà trên này có hốt rồi, trên này đăng ký hốt rồi, nó hỏi mọi người luôn. Mình học hen. Hôm rồi á mấy bạn, câu này cô làm cô sửa cô tính lại là hai cách đều ra 1,2 mol hết rồi ta. Vậy là cái lúc làm mình làm sai ở đâu vậy? Tức là cô làm lại cô thấy nó kết quả nó ra cùng là 1,2 mà ta. Bây giờ sửa lại ha. Có nhiều khi viết bị sai đâu á. Rồi. Đạt. Làm lại giùm cô đi Đạt, làm giùm cô. Thôi không cần phải làm lại đâu, lật lại cái bài này nè. Nói cho cô nghe là mol nhôm là tính được bao nhiêu? Mol nhôm là bao nhiêu mol? Đạt ơi. Đạt vô chưa? Đạt, không biết lên coi. Sao rồi ha? Bạn nói bị hư mất đó cô. Rồi bạn nó bị hư mất hả? Rồi rồi. Vậy hả? Đọc giùm cô đi hả? Bữa nào mình tính môn nhôm được nhiêu nè? Dạ bữa cô nói cái bài đó cô tính không ra nên em cũng không ghi luôn cô. Vậy hả? Không ra có câu C nhưng Hả? mà câu A với câu B là bình thường mà. Rồi bạn nào làm có ghi Em không có ghi lại không? không? Hả? Hơn có ghi không hơn? À, dạ không cô. Ủa không ai ghi luôn hả? Thôi vậy sửa lại nha. Có bạn nào ghi không? Vậy thôi cô hướng dẫn lại câu này đi hen. Rồi nhôm phản ứng với axit nitrit tạo thành hỗn hợp khí. Rồi vậy viết cho cô các cái sơ đồ ra đi. Bán phản ứng á. Hà viết giùm cô đi hà. Nhôm trước phản ứng số oxy hóa là bao nhiêu? Dạ là không. Không, sau phản ứng số oxy hóa của nhôm là muối nè. Muối là muối gì ha? Muối AL nổ 3 3 lần. Ba lần đúng không? Muối nhôm đi trái thì số oxy hóa là bao nhiêu hả? Đợi em tính cô. Nhôm trong hợp chất này là nhôm ion Al mấy cộng? Dạ L ba Vậy cộng. thì số oxy hóa của nhôm sẽ là Thôi là ba. cộng 3. Cộng 3. Vậy thì sẽ cho E hay nhận E? Cho ba cái trong. Nghe. Rồi tí axit nitrit số oxy hóa của nitơ trong axit nitrit là bao nhiêu nè? Axit nitrit công thức là HNO3. Vậy thì nitơ trong HNO3 số oxy hóa là bao nhiêu? Em không có bộ. Hai đúng không hả? Dạ là 5. Cộng 5. Rồi sau phản ứng thì tơ của mình có hai sản phẩm, một NO vậy thì nào bao nhiêu, số oxy hóa bao nhiêu? Là cộng 2. Vậy thì nó nhận hay cho? Dạ. Nó cộng cộng 3. Nó nhận 3 đấy trong. Rồi còn nitơ từ cộng 5 rồi xuống N2O. N2O là số oxy hóa là bao nhiêu hả? Là trừ một. Phải trừ một không? Ủa? Ấy là một, là một. Là cộng 1. Rồi
À, mình thấy này có hai nè, hai nào còn mình sẽ nhân hai lên cho hai với, thì chỉ số e nhọn sẽ là 8. Là 8 nha. Rồi sau mình viết sơ đồ phản ứng nào, gọi là bán phản ứng, bán phản ứng. Rồi tiếp bây giờ xử lý số liệu dùm cô. Đề bài có hai số liệu là thể tích hỗn hợp khí và tỷ khói hơi. Hưng làm cô Hưng. Dạ cô. Mol hỗn hợp nhiều. Dạ gì cô nói lại được không cô? Tính tính số mol hỗn hợp cho cô nè. Hỗn hợp thể tích ở điều kiện tiêu chuẩn. Dạ là 0,4 mol cô. Rồi 0,4 mol. Rồi tỷ khói. Tỷ khói ký hiệu là chữ gì ha? Dạ hình như là chữ A. Trời ơi, tỷ khói mà ký hiệu chữ A. Tỷ khói hơi ký hiệu là chữ D. D nhỏ của Ý so với hydro. Tỷ khói mà quên hả? Dạ. Rồi bằng bao nhiêu nào? 16, 75 phải không? Vậy thì mình sẽ tìm được M trung bình của ký bằng bao nhiêu nào? Tìm như nào cô, mình lấy nó mình chia cho hydro hả cô? Nhân nhân D của X so với H2. Công thức là gì? M lớn của X phải không? Chia cho M lớn của H2 bằng cái con số là 16,75. Thì mình tìm M X thì mình lấy cái này mình nhân như cái này chứ sao gì ha. Nhân M của H2 là bao nhiêu nè? Dạ con ra 234,5. Nhân 2 lên là ra bao nhiêu? Dạ 234,5 cô. Dữ hả? Không lớn hả? Lấy 16,75 nhân 2. Ủa, có nhân 2 thôi. Nhân mà lớn lên, mà lớn hơn hay là 2? Vậy là 33,5. 33,5. Rồi. Game trên mol ha. Rồi bây giờ có mol, mol hỗn hợp có M lớn. Mình sẽ tìm khối lượng của hỗn hợp ha. Hai mấy bạn có việc mấy bạn yêu trễ quá trời, lắng nhắc lắng nhắc lắng nhắc. Rồi M vậy thì M hỗn hợp bằng gì nè? Khối lượng thì bằng gì hơn? Dạ bằng N nhân cho M lớn. N nhân cho M lớn. Mình có mol hỗn hợp, mình có mol trung bình của hỗn hợp thì mình tìm khối lượng hỗn hợp nha. Mình cắt lấy mol nè, nhân cho 33,5. Mol bằng bao nhiêu? 3 là 13,4. 13,4 gam. Rồi bây giờ cô có được số mol của hỗn hợp, cô có được khối lượng của hỗn hợp, cô tính số mol của từng khí trong hỗn hợp được không? Được không Hưng? Dạ không biết cơ. Trời đất, có mol hỗn hợp, có khối lượng hỗn hợp, cứ tính số mol mỗi cái tính không được ha. Kiểu lập phương trình đó. Đúng rồi, lập hệ phương trình. Gọi Y là số mol của đầu O đi nha. Gọi Y là số mol của N2O. Như vậy làm cho cô cái hệ phương trình rồi. Ta có cái hệ gì đọc cái hệ cho cô rồi. Dạ, X cộng Y bằng 0,4. X cộng Y bằng 0,4. Rồi, đọc cô ép bạn vô cái nha. Rồi, và một phương trình nữa là theo khối lượng hơn. Dạ là 30X cộng cho mà lớn của N2O. Dạ 44Y. 44Y bằng 13,4. Rồi, hình tính nhìn mỗi môn, mỗi khí giùm cô. Dạ là
ít là 0.3, còn y là 0.1. Ừ, ít là 0.3, còn y là 0.1. Rồi hen. Rồi tính được mol. Vậy thì có mol xong mình đi tính phần trăm thể tích và phần trăm khối lượng được rồi nè. Minh Châu làm dùng cô A đi cho. Châu ơi. Dạ. Phần trăm thể tích của NO bao nhiêu nè? Hả? Phần trăm thể tích của NO bao nhiêu em? Bằng phần trăm về số mol luôn, đúng không? Phần trăm thể tích cũng là phần trăm về số mol. Vậy thì bằng gì ha? Phần trăm số mol của một chất trong cái hỗn hợp thì công thức là gì? Bằng gì? Bằng mol của chất đó sao là chia cho mol của của nguyên cái hỗn hợp nhân cho 100. Rồi thấy số vô cho cô kết quả rồi. Bảy mươi lăm đúng không? Rồi vậy thì khí kia sẽ là 25%. Được cái phần trăm về thể tích nha. Rồi còn phần trăm về khối lượng thì sao ha Quang Anh? Dạ. Phần trăm khối lượng Quang Anh. Phần trăm khối lượng là với cái khối lượng của mình nhân cho 25 chia cho 100. Sao? Khối lượng phần trăm, cô ghi đỏ trên đây nha. Phần trăm khối lượng của khí NO thì bằng gì? Công thức rồi. Cái gì mà M của NO mình nhân cho 100 chia cho M của hỗn hợp. Nguyên cái hỗn hợp. Rồi thế số vô bấm cho tôi kết quả rồi. Mình có mol này nè, mình tính khối lượng cái ngang. Tính khối lượng thì chia cho hỗn hợp nhân 100. Chính xác nha. Có mol rồi mà tìm khối lượng. Đúng không? 13 nhân cho O là 16, N 14 con cô. Đúng rồi. Vậy là 0.3 nhân 30 là 9. Nhưng 30 là 9, 9 nhân cho 100 chia cho này khối lượng hỗn hợp đó mình tính rồi nè. Chia cho 13.4 mà. Chín chia cho 13.4 nhân cho 100 ra 67.164. Hai một chữ số không được đi em, sao 77? Một phẩy hai đi. Hai. Rồi vậy thì còn lại phần trăm khối lượng của N2O sẽ là trăm khối lượng của N2O lấy 100% mình được cho 67.2 là còn là 32.8. Rồi nha, là giải quyết được xong câu A. Rồi câu B là tính giá trị M. Rồi nhìn lên đề M là gì? M là khối lượng của nhôm. Nha, vậy thì làm sao tính khối lượng của nhôm? Duy bữa rồi có học không Duy? Bữa rồi Duy vắng phải không? Duy ơi. Sao rồi đâu mất tiêu rồi Duy? Khánh An, là nhìn cô tiếp đi Khánh An. Dạ, yeah, hello. Rồi cô nghe nè, vậy làm sao mình tính được khối lượng của nhau? Muốn có khối lượng thì mình phải có gì? Số mol. Số mol, vậy thì mình số mol nhôm dựa vào gì? Mình có mol của từng khí chưa? Mình có mol có rồi thì mình thế lên nè. N cộng 2 là mol của NO nè, là thế là bao nhiêu nè? 0.3. Rồi mol của N2O nè là 0.1. Là 0.1 đó. Vậy mà mình học là trong phản ứng oxy hóa cử thì sao? Tổng số mol electron cho như thế nào nè? Bằng tổng số mol electron
nhận. Ừ, vậy thì từ 0,3 mình suy qua e, edit trong qua đây trong nhận được không? 0,3 thì suy qua e nhận là bao nhiêu? 0,9 đúng không? Rồi từ đây suy qua đây để nhân 3 lên 0,9. Rồi từ đây suy qua e nhận bên đây 0,8 không phải mấy ha? 0,8 nhân 8 chỉ 2 hả? À 0,4. Ờ 0,4 rồi nhân 8 chỉ 2. Ờ vậy thì tổng mod e nhận là bao nhiêu? 8 chỉ 2 là bằng 1,3. Ồ 1,3 thì điện qua đây là 1,3. Vậy thì mod nhân sẽ là bằng 1,3 nhân 27. 1,3 chia 3. Đây xin qua đây. Rồi mình tính khối lượng của nhân được không? Vậy thì em mò nhân là gì? Bằng 1,3 chia 3 nhân 27. 1,3 chia 3 nhân 27 thì nó ra bao nhiêu nè? Là ra 11,7. 11,7 ra. Rồi đó là khối lượng của nhôm, nghĩa là mình dựa vào bảo toàn mol em nói trong, hay gọi là bảo toàn mol em nói trong. Trong phản ứng oxy hóa khử thì tổng số mol em nói trong cho bằng tổng số mol em nói trong nhận ha. Rồi giờ tính thể tích dung dịch HNO3 còn dùng. Bữa rồi cô chỉ hai cách mà hai cách kết quả nó ra không có khớp không. Rồi, bây giờ coi lại. Còn cách thứ nhất là cô hướng dẫn là cách là viết phương trình ra cân bằng, viết phương trình H cộng cộng độ 3 trừ á, cân bằng là bảo tàng nguyên tố không. Rồi vậy thì viết cái kiểu là H cộng cộng độ 3 trừ nè, nghĩa là H cộng không cộng N O 3 trừ, rồi xem coi là nó nhận bao nhiêu ở trong để tạo thành N O, rồi N hay O và nước ha. Rồi bây giờ xét nè, N cộng 5 mà xuống N O tức là N cộng 2 á thì nó sẽ nhận 3 electron không. Như hồi nãy mình viết trên đây nè. Rồi N cũng N cộng 5 ha. Mà xuống N hay O là N cộng 1 nè, này cộng 2 nè. Cộng 1 là số oxy hóa ha. N cộng 1 là nhận 4. Nhưng mà mình thấy đây nó có 2 nè. 2 N cộng 1 mình sẽ nhân 2 lên. 2 2 mình ra sẽ nhận là nhận tới 8 này đó trong ha. Như nhìn lên tỷ lệ mol của NO với NO2 là 0,3, 0,1, tức là tỷ lệ là tỷ lệ 3:1. 3 NO và 1 NO2 nha. Tỷ lệ của NO so với NO2 là tỷ lệ 3:1. Cho nên là chỗ NO mình phải nhân 3 lên, tức là nó gấp 3 lần NO á ha. Nên chỗ NO cô nhân 3 lên. Vậy sẽ là cái này 3. Nhân 3 lên phương trình này ha. Cái này 3 thì cái này sẽ là 9 không? Rồi cái này sẽ là 3. Rồi được chưa? Vậy thì cộng hai cái này lại, cộng hai phương trình này lại cô sẽ được là 5 không? 5 N cộng 5 đó, nhận tổng cộng là 17E đúng không? Nhận tổng cộng là 17E. Rồi tạo ra 3N cộng 2 và 2N cộng 1. Đó nghĩa là cô cộng hai cái này lại. Rồi thành ra là từ cái này điền lên trên phương trình dùm cô coi. Thái thì dùm cô Thái. Thì thấy rất là dùm cô Thái. Gì cộng? Trời ơi, hồi nãy giờ ở đâu? Cô giảng ở đây ở đâu? Nè, điền ở đây, điền lên cho cô trên đây nè. Bây giờ chỗ NO là N cộng 2 thì số mấy vô?
Điện số 3. Ừ, điện số 3 vô. Rồi, chỗ N cộng 1 là điện số 2. Phải không? Mày này nó có 2 sẵn rồi nè, thấy chưa? Nó khỏi điền. Yeah. Rồi, vậy thì N bên đây là bao nhiêu? N cộng 5 bên đây là tổng cộng bao nhiêu? N bên nào con? Nè, điền vô đây nè. Đây mấy N, bên phải mấy N. Đến tổng cộng bên... Để điện chia 5 N. 5 N, ừ thêm lấy 5 N. Rồi, E nhận là bao nhiêu? Nếu mình tính thấy E nhận là bao nhiêu? 17. Rồi như vậy điện H cộng. Nè, tính tính cho H cộng bên phải mình là có điện tích không? Có chỗ nào có điện tích không? Không, 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 không có điện tích bằng không. Vậy thì phải cân bằng làm sao cho bên trái mình tổng điện tích là không. Cái này là 17E là 17 cộng hơn 17 trừ. E là mang điện tích dương hay điện tích âm? Hả Thái? Dạ. Cái nó trong mang điện tích dương hay điện tích âm? Điện dương. Trời ơi, nghĩ bạn bạn không? Cái nó trong mà mang điện tích dương vậy? Cái nó trong mang điện tích? Dạ, em không mang điện tích. Trời ơi. Thì là mang điện tích âm. Mang điện tích âm. Trong nguyên tử của mình rồi, to mang điện tích dương. Nơi trong không mang điện tích, mà em trong điện tích âm. Nghĩa là này là 17 trừ. Ồ, ờ, cái này mấy trừ nữa? Dạ. Anh nào chỗ nào ba trừ là mấy trừ? Dạ một. Một trừ mà thấy thứ năm trúng không? Dạ. Ờ vậy là mấy trừ? Dạ năm trừ. Năm trừ, năm trừ với 17 trừ nữa là bao nhiêu trừ? 22. Rồi 22 trừ vậy thì phải cần bao nhiêu cộng để cho bên đây nó bằng không, để cho tổng diện tích nó bằng không? Dạ 22. Ừ, 22 cộng này con bằng 22 vô. Rồi. Đó, cô dạy phương này để làm gì? Để thấy mol của NO hoặc là NaOH vô để suy ra mol H cộng thì mol H cộng chính là mol của HNO3 nha. Cô mol bớt ở dưới đây để cô thấy mol vô nha. Rồi tới bạn thì thấy mol vô giùm cô đi thiện. Nhà thấy mol vô nào. Mol của NO để cho bao nhiêu thiện? 0,3. Thì đâu rồi? Ủa thiện vô rồi mà ta. Phúc. Phúc ơi. Dạ. Rồi, cô điện mol NO vô 0,3 nè. Mol NO2O nhiêu Phúc? 0,3. Là của NO em, còn N2O đây đặt lại chữ Y ra nhiều. 0,1. Ừ, 0,1. Rồi bây giờ tính qua cho H cộng cho cô à. Tính H cộng ha. Đi xin qua H cộng rồi. Giờ lấy NOC đi ha. Từ NOC qua đây vậy làm sao? Sao tính được cho chấm hỏi này? Lấy 0,3. Ừ. Cộng 0,1. Sao cộng ha? Nhân chéo chia ngang á, nhưng mình tính trong phương trình đúng không vậy á, biết mo chính là mình siêu bên trước kia bằng cách chéo chia ngang á, 0,3 nhân mấy? Nhân chéo là nhân lên cho mấy? 22. Ờ nhân 22, 22 lần nha, 22 với 2 nha. 22 chia lại cho vô 3. Ờ rồi đâu lấy 0,3 nhân 22 chia 3 cho cùng và nó ra nhiều là 1 hết cộng. Bằng 2,2. Ờ bằng 2,2. 2,2 mol. Rồi như vậy thì tính lại cho cô nồng độ HNO3 luôn Phúc. CM thì bằng gì Phúc? CM bằng gì? Công thức học rồi nè. CM bằng N chia V. Ừ, công thức nha. Rồi mol là nhiêu? 22,2. Rồi còn thể tích đi. Còn 3. Thể tích là mình đi tìm, phải không? Thể tích là mình đi tìm nè. Còn cái nồng độ người ta cho là bao nhiêu? À, 0,25. Rồi, vậy Phúc tìm lại V dùm cô. Ừ,
2,2 chia cho 0,25 nhiêu nào? Dạ là 8,8. Ờ, 8,8 lớn. Tức là bữa rồi nhóm làm với cô cũng y chang vậy nè. Tính ra H cộng là 2,2 phải không? Nhưng mà tới cái lúc mà cô chỉ cái cách là bảo toàn nguyên tố thì nó lại không ra 2,2. Rồi bây giờ sửa có tại sao bữa đó nó không ra 2,2 nha. Rồi cô bôi bớt khúc này cô chỉ như vậy cái đó. Cô nghĩ là bảo toàn nguyên tố nó lẹ hơn, nó dễ hơn đó. Dễ hơn là cân bằng như thế này nè. À, để bảo toàn nguyên tố em viết cái phương trình dạng tổng quát nha. Tức là viết mà không cần cân bằng, tức là viết nhôm nè. Tác dụng với HNO3. Rồi tạo ra muối nhôm nè. Muối nhôm là muối nhôm nitrat nè. Rồi người ta cho khí là khí NO. Rồi khí NO2 và nước. Đó. Như vậy thì để xác định mol của HNO3 mình sẽ xài cái định luật gọi là luật bảo toàn nguyên tố. Bảo toàn nguyên tố này em nghe bảo toàn khối lượng rồi đó, nó có cái định luật là bảo toàn nguyên tố nữa. Ở trong bài này cô sẽ sử dụng bảo toàn nguyên tố nitơ. Bảo toàn nguyên tố nitơ. Vậy thì trước phản ứng, trước phản ứng nitơ cô nằm ở trong hợp chất là HNO3. Không. Sau phản ứng ở nitơ, nguyên tố nitơ nằm ở trong muối, nằm ở NO và nằm ở N2O. Như vậy thì bảo toàn nguyên tố nghĩa là cô lấy tổng mol nguyên tố nitơ trước bằng tổng mol nguyên tố nitơ sau. Nên là trước phản ứng chỉ có HNO3 nên ở trước phản ứng đó là mol của HNO3. Trong HNO3 chỉ có một nguyên tử nitơ nên là cô không có nhân hệ số. Rồi bằng sau phản ứng nitơ cô nằm ở ba chỗ, cô sẽ cộng lại hết. Nhưng mà phải lấy mol nhân cho số lượng, số chỉ nguyên tử nitơ. Ví dụ như trong muối này nè, nó có 3 nguyên tử nitơ nè, nên em phải lấy mol muối là mol của AlNO3 nhân 3 lên ha. Nhân 3 là do cái muối của mình có 3 nguyên tử nitơ. Rồi tiếp mol NO thì có 1 nguyên tử nitơ nên khỏi nhân, tức là nhân 1 là khỏi nhân đó. Rồi cộng tiếp N2O thì có 2 nguyên tử nitơ nên là cô lấy mol N2O của nhân 2 ha. Mà tại sao cô chỉ bảo toàn nguyên tố? Vì cái em cần tìm là mol của HNO3, phải không? Mà bây giờ nếu như muốn tìm HNO3 thì nếu như xài bảo toàn nguyên tố nitơ thì em chỉ cần có mol muối, mol NO và mol của N2O. Mol NO có rồi, mol N2O cũng có rồi, bây giờ chỉ cần mol muối thôi. Nhưng mà mình nhìn lên cái chỗ mà cái quá trình oxy hóa của nhôm nè. Ví dụ như em có 1,3 phần 3 mol nhôm thì em cũng sẽ có 1,3 phần 3 mol Al+3. Rồi cái mình thế vô mình tính thôi ha. Rồi thế gì chỗ này tính dùm cô coi. Kệ, thế dùm cô đi kệ. Nếu cô số mol của AlNO3 tất cả 3 lần là 1,3 phần 3 nhân cho 3. 1,3 phần 3 nhân 3. Rồi. Rồi số mol của NO là 0,3, số mol của N2O là 0,1. Thấy chưa thôi, 0,3, 0,1 đem cộng lại thôi. 0,1 nhân 2. Nhân 2 nha. Rồi, con có ra được 2,2 chưa? Ra có 1,8. Ủa sao ra y chang hồi nãy nữa vậy? Ủa sao y chang quá rồi vậy? 1/3, 1,3/3 nhân 3 cộng 0,3 cộng 0,1 nhân 2. Ủa quá rồi, tôi giải ra 2 mà ta. Thank you.
rồi, cô biết sao rồi. Cái chỗ này là 2N cộng 1. Thôi cách này mấy bạn làm cho cô cách bên bảo tàng điện tích đi nha. Rồi cách bên đây có vấn đề là đừng làm bảo tàng nguyên tố ha, làm cho cô bảo tàng điện tích đi. Nghĩa là viết hết cộng độ 3 trừ rồi viết e nhận á ha. Hồi nãy quên cân bằng nước nữa nè. Rồi em làm theo cái kiểu cân viết hết cộng độ 3 trừ với e nhận đi ha. Làm cái bảo tàng nguyên tố nó không kết quả, nó không có rây khớp rồi. Thôi làm cách bên này, làm cách bên kia thôi ha. Rồi. Rồi được hết, cái này vậy là dùng cô cái dạng viết hết cộng nội ba trừ ra ha. Rồi xong câu này ha. Rồi giờ cô sửa cho mấy bạn cái đề giữa kỳ không hỏng mình làm sẵn ôm luôn ha. Câu số 1. Các bạn Hoài An rồi dùng cô 1 đi Hoài An. Dạ cô. Câu C. Rồi sao ra được câu C đó cô Nghi ơi? Là 4 lớp là chu kỳ 4. 4 lớp lắm rồi, cùng là chu kỳ 4. Đúng rồi, có 4 lớp. Ủa, không. Cô B đúng không? Rồi sau đó là cô A. Tại vì cái công thức là 3D gì con? Con cái dạng là 3D3 không? 4x2 thì E quá trị bằng gì? Số thứ tự của nhóm bằng gì? Còn số E cộng lại. Số E ở trên cộng lại đúng không? Ừ. Cộng lại ra 5, nó rơi vô trường hợp nào? Bé hơn 8. Bé hơn 8 thì là số thứ tổng, đó chính là số thứ tự của nhóm đúng không? Vậy là nhóm. Nhóm 5B. Nhóm 5B. Câu B ha. Câu 2. Các bạn Khánh An là dùng cô Khánh An. Dạ alo. Cô nghe. Dạ này nó có nguyên tố công thức không? Oxit của nó cao nhất là Eg2O5 thì xi ra hợp chất với khí hydro là Eg H3. Đúng rồi, Eg H3. Trong oxit cao nhất quá trị 5 thì trong hợp chất khí với hydro là quá trị 3. Rồi đồng ý rồi, sao nữa? Dạ tính phần trăm của Eg. Phần trăm Eg bằng Eg chia cho Eg cộng 3. Eg chia cho R cộng 3 nhân 100. Nhân 100%. 82.75. Biết sao biết trời, đúng rồi, đúng ra ra rồi. Đuổi ra cũng gọi nhà. Cô tính giùm em đi chứ máy tính em nó bị lỗi vậy hả? Rồi bây giờ bạn khác bấm giùm ha. Phú bấm giùm bạn cho đáp án giùm cô đi Phú. Rồi cái bán nó rồi, rồi. Cái rồi. Cái đã rủ mà. Bấm cái gì vậy? Em nói lại đi Phú, bao nhiêu Phú? 14. 14. Rồi 14 thì là chọn. Nitơ. Chọn nitơ ha. Rồi vậy là cái này là cái dạng chuyển qua chuyển lại giữa oxit cao nhất và hợp chất khí với hydro ha.
Rồi câu 3, tới bạn bạn này lỗi mít lỗi rồi ha, đang vô cô đi ha. Dạ. Ôi em nói được rồi. Tôi coi hả? Rồi với làm gì bây giờ? Chào bạn Đạt, làm gì rồi bạn? Cô là cô là số hạt mang điện giữa số hạt không mang điện là hai dách từ N và 9. M3 cộng, triển khai cái M3 cộng trước cho cô coi. M3 cộng không quên rồi cô. Nhớ được không sao hả? Đúng rồi. Rồi, hạt mang điện là bao nhiêu? Hạt mang điện là 3. Trong đó hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 9. Hai dách trừ N. Hai dách trừ N bằng 9. Bằng 9. Rồi. Cái ông 3 cộng có tổng là 37. Vậy thì sao? Tổng số hạt của M là gì? Là 37. Triển khai tổng số hạt cho cô ơi, trong ion tổng số hạt mang điện là hạt gì? Tổng số hạt là hạt gì? B N E. Ờ, B cộng N cộng E bằng 37. Bằng 37. Rồi đợi cô một xíu nha nhóm. Đợi bạn con cái. Rồi tiếp nha. Hạt mang điện với lại tổng số hạt là 37. Rồi thì sao? Vậy là B là cộng E bằng 37. Hai Z cộng N, nhưng mà ion. Ion là sao? Cho 3 E nó trong rồi mới được 37. Nó phải trừ. Vậy thì sao? Nó phải trừ ra 3. Ừ. Rồi cho 3 E đi rồi nè, mới được 37 nha. Rồi. Vậy đem 37 qua. Vậy dạ là 2 với 37 cộng 3 là cộng 40. 40. Rồi, sao nữa? Bấm máy tính. Cái phương trình chia lập đúng chưa? Cái phương trình mà tổng hạt mang điện á nhiều hơn hạt không mang điện là chính đúng chưa? Mang điện là B với E đúng rồi. B với E. Cái đó là trong đó là trong cái ion hay là trong cái nguyên tử? Trong ion. Trong cái ion. Trong cái ion vậy thì proton là Z, nhưng mà electron nó là nhiêu? Nó là Z, nhưng mà electron của nó thì lại bớt đi 3 rồi, phải không? Vậy thì sao? Cộng 23. Cộng cho Z trừ 3. Không? Rồi trừ cho N nó mới bằng 9. Vậy. Có nghĩa là cái này là rồ tông nè, cái nó trong của mình là phải bớt ra 3 nữa. Nào đâu nhảy cô có thể cái nó ra nhiều. Trong đó là trong ion á, không phải trong nguyên tử. 2 dách trừ 3. Vậy là 2 dách trừ N bằng 9 cộng 3 là 12. Vậy yên ngon. 13, 14. 13 với lại 14. 14 là Z bằng 13, N bằng 14. Vậy thì B bằng nhiêu, N bằng nhiêu và E bằng nhiêu? B bằng 13, E bằng 13, N bằng 14. Rồi vậy đáp án là câu? Câu A. 13, 14, 13, đúng rồi, câu A. B, rồi N, rồi E, rồi ha.
thì chú ý cái vụ hạt của y không ha. Ok cool. Rồi tiếp câu 4 rồi hay là dùng cô đi ha. Dạ câu 4 là câu D. Câu D rồi giải thích cho cô tại sao chọn câu D. Tại vì nghìn cây nguyên tố Y nó có 2 elect ngoài cùng. Với lại nguyên tố T nó có 3 elect ngoài cùng. Ừ, 3 elect ngoài cùng. Rồi thành ra là có Y và T nha. Rồi câu 5. Rồi lại câu 5 dùng cô ơi Hương. Dạ cô. À. Hay... câu đó mình nhìn mấy từ quà mình làm hay là mình tính toán mình làm? Mình tính mình làm, con đâu vô làm chứ sao con đâu được đem mấy từ quà vô. Đó không? Đó được gì đây đến từ ngoài vô mình phải làm thôi. Hai nguyên tố X, Y đứng kế tiếp nhau trong một chu kỳ có tổng số proton trong hạt nhân là 25. Vậy thì hai nguyên tố mà đứng kế tiếp nhau trong một chu kỳ á thì hai cái Z của nó như thế nào? Dạ Z của nó phải cách nhau một. Ừ, cách nhau một. Ừ, cách nhau một đơn vị đúng không? Ví dụ như cái ví dụ cô cho cái X nhỏ hơn là 12 đi thì cái kế tiếp nó là nhiêu? 13 có 12 với 13 hoặc 11 với 12 nói chung là hai cái hơn kém nhau một á. Thì làm sao để tìm mỗi cái là bao nhiêu? Xét từng cái trường hợp đó hả cô? Ừ. Bây giờ tổng số rồi tao nghĩa là gì? Z Y cộng cho Z Y bằng bằng 25. Bằng 25. Vậy thì hơn kém nhau một đó mình lập được một quy trình nữa nè. Tại gì? Dạ là Z ZY trừ cho ZX bằng 1. Ờ ZY trừ cho ZX bằng 1. Rồi vậy thì ZX bằng ZY bằng dạ x bằng 12, y bằng 13 không? X bằng 12, ừ còn y bằng 10, 13. Rồi, thì lấy số E, lỗi lấy số Z, viết cấu hình để xác định vị trí nha. Rồi với cái 12 như cô rồi. Dạ là 1x2, 2x2. Rồi. 2B. 2B6. Ừ. Dạ 3x2. Rồi. À, cái đó 12 em tới đó rồi con. Oh quên, sorry. Tới đó 2. Rồi. Vậy thì vị trí em. Dạ vị trí nó ở chu kỳ 3 nhóm 2A. Ừ nhóm 2A rồi còn Y. Chứ không hình Y. Y thì thêm gì nữa? Dạ thêm 3B1. Ừ thêm 3B1 vô. Rồi. Như vậy là chu kỳ nhóm. Dạ ở chu kỳ 3 nhóm. Nhóm 3. Chu kỳ 3 nhóm 3A. Ừ rồi vậy đáp án là con. Câu A. Câu A là chu kỳ 2. Ờ câu D. Câu D mới đúng ha. Rồi. Tiếp câu 6. Con nhắc qua trang như các bạn dễ làm. Rồi, Minh Châu là dùng cô câu 6 Minh Châu. Viết phương trình nha cô. Ờ viết phương trình. Rồi, đặt cái mũi carbonate là gì? E. Phương
nó có góc sơ ba vô em muốn các cô nát mà. A sơ ba. A sơ ba, phải không? A sơ ba có sơ ba. Dạ, kim loại nào chữ A, rồi vô HCL. HCL 2. A, CL 2, rồi. Cộng H2O, cộng CO2. Rồi, cân bằng. Bằng rồi thôi. Rồi, bằng rồi, rồi sao nữa? N của CO2. Bao nhiêu mol em? N. Không phải. Một. Đúng không? 2,24. Rồi thì siêu mol của ACO3. Ừ, ACO3 là 0, ừ, 0,1. Vậy thì M lớn, không? M lớn của CO3, ACO3 bằng gì? N chia cho 10. 0,1 chia 10. 10 chia cho 0,1 chứ. Ờ không, khối lượng chia cho mol. Là 100. Vậy thì M lớn của A là bao nhiêu? 100 trừ 100 trừ cho 40. 40. Rồi, vậy thì kim loại là canxi. Tiếp câu 7, tới bạn Hoàng Anh. Dạ, cô câu D. Câu D. Tôi giải thích tại sao chọn câu D. Dạ, nếu mà em nhìn trong cái bảng sự biến đổi nguyên tố tuần hoàn thì cái chiều tăng dần của bán kính nguyên tử là từ trên xuống dưới. Thì cái hạng tơ là nó nằm ở trên đầu, xong tới phosphor, xong tới asen, và cuối cùng là pimet, thì nó câu D là câu chính xác. Đúng rồi, câu D là câu bán kính lớn nhất. Ủa, phải nhìn vô bảng tuần hoàn hả? Có nhìn không? Thì hồi nãy em có nói là em nhìn đó cơ. Đi theo mình đã được nhìn bảng tuần hoàn thì sao? Không nhìn nó hoàn toàn, chắc em xét giờ Z rồi. Hả? Giờ Z, giờ cái Z. Đúng rồi, người ta nói là nhóm 5A rồi mà. Tức là người ta cho em biết là nguyên cái đám này là thuộc nhóm 5A rồi. Thì em xách từ trên xuống dưới theo cái chiều này luôn, là chiều của đáp án luôn á. Ờ, đây cái này nó sẽ lớn nhất. Ừ. Rồi, câu 8 tới... Ủa gì? Vậy nó mất tiêu rồi. Dạ. Ừ, dạ, làm gì câu 8 thôi. À, câu tăng dần. Ừ, tăng dần. Em nhìn cái nó có cùng chu kỳ, cùng nhóm gì không? Nhìn cái giải không cho thôi, có cái nào cùng chu kỳ, cái nào cùng nhóm không? Câu D. Ừ, câu D là câu đúng. Câu D là cùng chu kỳ hay cùng nhóm? Câu D bốn nguyên tố này là cùng nhóm, không? Cùng nhóm 6A, đi từ trên xuống dưới, bán kính nguyên tử tăng dần nha. Câu A là nhóm 7A, nhưng mà đi từ dưới lên trên, bán kính nó giảm dần mới đúng. Rồi câu C là cùng chu kỳ đi từ trái sang phải, bán kính giảm. Rồi câu C là cũng chu cùng chu kỳ đi từ trái sang phải, bán kính giảm. Câu D là nó tăng thôi. Rồi cảm ơn gì? Câu 9, bạn Khánh An. Dạ, câu 9 C. Câu 9 C, ừ, nhóm A là ớt và B.
Câu 10. Các bạn Thái. Dạ cô B. Câu B, giải thích tại sao chọn câu B. Tao nghĩ vậy. Nghĩ gì nghĩ, nhìn cái ký hiệu nguyên tử, rồ tông này làm với chữ gì? Chữ đất. Chữ Z, mà ký hiệu hóa học của mình ít như vậy thì dưới đây là Z nè, đây là A, phải không? Ừ thì rốt số rồ tông mình với Z là 24. Số nơ trong. Bạn chết luôn. Số nơ trong mà với Z luôn, ai dạy? Ủa lộn, số nơ trong bạn nha. Bạn? Số nơ trong. Gì? Hai cái trừ lại. Ờ, số nơ trong mình phải lấy A, mình trừ Z. Ờ, bao nhiêu? 28. Ồ, 28, vậy phải là 24, 28. Và cuối cùng là? 24. Ừ, 24 ha. Nhiều khi tính toán đúng nhưng mà đọc cái đề đọc nhầm nha. Nhiều cô hỏi rồ tông, nơ trong, electron. Có khi cô đổi lại là rồ tông, electron, nơ trong. Mà khi đó đáp án thì nó khác rồi đó nha. Rồi, tiếp câu câu 11. Tới bạn Thiện. Cái bức Thiện Mỹ Hương gì mà nãy kêu không nghe Thiện. Rồi. Kiệt, là nhìn câu này cái kiệt. Thưa cô là em là Phương. Làm gì rồi? Em Phương Trần hả? Dạ. Rồi, làm gì có thể rồi. Là 4Z của X cộng 2ZY bằng 108. 108, rồi. Và 2ZZ cộng 2ZY bằng 56. Ồ, 2Z của Z cộng cho 2Z của Y bằng 56. Rồi, cái này là hạt mang điện của cái phân tử rồi. ZX từ 1,583 ZY bằng 0. Z của Y rồi. Sao trừ cho Z của trừ gì em? Trừ cho 1,583 ZY. Ừ, 1,583 Z bằng 0. 583 Z của Z bằng 0. Rồi. Sao nữa? Còn cây kẹt. Cả cô cây. Cây. Có lớp bình thường là 2,5 là là số hiệu nguyên tử của nó là phờ lo. Ồ, hết 2,5. Vậy là 9 nè. Phải không? Đây là bạn chính rồi, vậy là còn câu A với lại câu C. Vậy làm sao để biết Z, Z của X, của Y và của Z? Rồi, bấm máy tính giải hệ 3 phương trình. Giải hệ 3 ẩn, rồi giải tìm cho cô ơi, câu nào. Rồi ra chưa kìa. Em bấm hả? Thưa cô là X bằng 19. Y bằng 16. Z bằng 12. Rồi đúng rồi, đáp án là câu A ha. Nó ra số mình cũng phải làm tròn nha, chứ nó không có ra số tròn trịa nha. Không có bạn giải mà nói bạn ra số nó không có được tròn. Nhưng mình làm tròn được mà. Không, ví dụ như 18,98 mấy mình làm tròn là 19 cũng được rồi ha. Rồi câu 12.
phút, là 10 phút, 12 phút. Dạ. Tự kim loại dám dần này để coi coi nó viết ra để biết nó cùng nhớ cái nào cùng nhớ nào cùng chu kỳ. Ờ rồi. Chị viết ra ha, viết nhanh Kali. Thôi Kali với Nechi là biết nó ở cùng nhóm rồi. Ờ cùng nhóm mấy? Nhóm 1. Ờ cùng nhóm 1A, Natri đứng ở trên, còn Kali đứng ở dưới. Vậy thì tính kim loại của cái nào mạnh hơn? Natri dưới hay là dưới Kali? Trên dưới tính kim loại tăng. Ờ tăng, vậy là Natri sẽ yếu hơn Kali. Ồ. Rồi, rồi sao nữa? Bây giờ với L là cùng chu kỳ. Ờ, magie, nhôm và natri, ba cái đó là cùng chu kỳ. Vì ba, vậy thì natri. Hả? Sao? Ủa? Chu kỳ mấy thì em quên rồi. Chu kỳ mấy thì em quên hả? Viết ra, 3x1, có không? Natri là 3x1, chu kỳ 3. Natri là mạnh hơn magie mạnh hơn nhôm. Ồ, trong một chu kỳ đi từ trái sang phải thì tính kim loại nó lại giảm. Thành ra mạnh nhất là kali. Rồi, tới là Natri, magie rồi nhôm. Câu nào đúng? Không sai. Ồ, không sai. Rồi nha. Vậy này bạn nào mà nhanh đó, nhìn ra được mà nhìn vô cấu hợp, nhìn vô giác mà biết nó cùng nhóm cùng chu kỳ á thì giải quyết liền ha, còn không chỉ cấu hình ra ha. Tại có nhiều bạn làm quen rồi, dù như nhìn vô là biết magie nhôm natri là cùng chu kỳ rồi. Không, hoặc là kali với natri là cùng nhóm một a nè. Rồi, hỏi với cấu hình, còn không biết thì viết cấu hình từ từ ra ha. 13. Tới phút đâu rồi, phút là nhìn có 13 phút. Là cô quá. Rồi làm sao? Cái dạng mà cho có tổng số hạng không mà phải làm sao? 2z cộng n bằng 13. Rồi vậy sao tìm z với n? Mình kết hợp thêm một cái biểu thức nào nữa nhớ không bố? N chia z nhỏ hơn bằng 1, lớn hơn bằng 1 nhưng mà nhỏ hơn hoặc bằng 1,5. Rồi giải cái này, giải được không bố? N bằng 13. Rồi, thế số ha. Rồi, quy nhân z lên hai bên luôn. Z nhỏ hơn bằng n, không nhỏ hơn bằng 1,5 z. Ha, nhân z thử mẫu á. Rồi bắt đầu thế n xuống, thế n bằng 13 trừ 2 z xuống. Vậy thì mình sẽ có hai cái bất phương trình. Là z nhỏ hơn bằng 13 trừ 2 z. Và 13 trừ 2 z nhỏ bằng 1,5 z. Rồi giải cho cô hai cái z thôi. Phúc giải được không Phúc? Giải bất phương trình được không? Đưa trừ 2z. Ồ, qua bên bên trái. Phải không? Thành cộng 2z. Thì là 3z nhỏ hơn bằng 13. Thì z nhỏ hơn bằng mấy?
Chiếc nhỏ hơn hoặc bằng trừ 13. Nó trừ hả? Chuyển qua z, chuyển qua trừ 2 là 3z nè. 3z nhỏ hơn bằng 13 thì với nhỏ hơn mấy? À, mười z nhỏ hơn hả? Như vậy bằng hỏi không bằng 13 chia 3. 13 chia 3 bằng mấy? Bốn phẩy ba. Còn ở dưới, còn ở dưới mình chuyển ngược qua bên phải, đây là 13 nhỏ hơn hoặc bằng 3,5 z. Vậy thì z nó phải lớn hơn bằng bao nhiêu? Z ba phẩy 5. Không có ra 71 mà ta. Em chỉ này qua là 13 nhỏ hơn hoặc bằng 71. Ừ, 3,5 z vậy thì z 3,5 z phải lớn hơn bằng 13. Thế nên là 3,71, vậy thì mình phải chọn z bằng bao nhiêu? Z mình phải nguyên, mà biết nó lớn hơn bằng 3,7 mà nhỏ hơn bằng 4,3 thì z mình chỉ có thay bằng bao nhiêu thôi. Nó là bao nhiêu cô? Không chọn được ghép luôn hả? Tớ nói ghép bằng 4 với bạn nhiêu cô? Ở lớn hơn bằng 3,7 mà nhỏ hơn bằng 4, mà đôi khi giá tây nguyên thì chỉ còn thể giá bằng 4 thôi ha. Vậy là bằng bao nhiêu nè? Bằng 4. Thế 4 giờ thấy giá bằng 4 giờ, vậy thì nợ bằng 13 trừ cho 2 nhân 4 bằng mấy? Bằng 5. Ừ. Vậy thì số khó bằng mấy? 5. Số khối là A, đúng không? A bằng Z cộng N là nhiêu? Bốn cộng 5 bằng 9. Nha, đáp án là câu D. Câu này thì hơi lùm xùm cái khúc mà ép ghép cái này vô nè. Nha, thì học dùm cô biểu hướng này, chung ngành dạng này thì chỉ có nước kẹm này vô giải thôi. Rồi cô D ha. Rồi câu 14, kẹt là dùm kẹt. Chị đâu rồi? Ngoài A là dùng câu ngoài A. Dạ, câu B. Rồi, giải thích tại sao chọn câu B. Tính là câu B. Với phương trình kim loại kiềm nè, tác dụng với nước tạo thành gì? ROH cộng H2. ROH cộng 1 phần 2 H2. Rồi, khí hydro bao nhiêu mol nè? 0,015. 0,015, vậy thì mol kim loại là? 0,03. Ừ, 0,03. Vậy M của R sẽ là 0,69. 0,69 chia 0,03 bằng 23. Bằng 23 thì mình sẽ chọn là natri. Rồi đây là cái dạng tìm kim loại.
ha, kim loại kiềm hoặc là kim loại nhóm 2A. Đó. Rồi câu 15, câu lý thuyết dạng nè. Khánh An dạy dùng của Khánh An. Giờ cô là câu A. Ừ, câu A. Trong nguyên tử hạt mang điện là hạt electron và hạt proton, đúng rồi. Rồi câu 16, ký hiệu nguyên tử 4. Phú ơi. Dạ nghe. Ừ, câu 16 Phú. Câu E là số Z. Ừ, câu E, số E và số Z. Rồi, cho 17 đồng vị. Đạt, cho dùng cô Đạt. Bao là câu C. Câu gì? À, cục dốc khói. Trời ơi, đồng vị có cục xuất khói không? Trời đất. Cô giải thì sao giờ chọn kỳ ha. Ví dụ carbon 6, 12 với carbon 6, 13, hai cái đồng vị này có cục xuất khói đâu? Có này 12, 13 có cùng đâu? Thấy không? À, câu D. Ừ, câu D, cùng proton cùng số lượng nguyên tử đó, nhưng mà khác nhau về số neutron dẫn đến số khối nó khác nhau. Rồi câu 18, Hà là dùng cô đi hả? Câu 18 là sao quên nè cô? Quên hả? Ủa không có làm đúng câu này không quên à hả? Rồi bây giờ CO2, phân tử CO2 là tạo nên từ mấy nguyên tử carbon với mấy nguyên tử oxy? Dạ, một carbon với hai oxy. Một carbon với hai oxy, ở giữa là liên kết đôi, mình cũng không cần biết liên kết gì đâu, mình chỉ cần biết là một C với hai O để mình kết hợp thôi. Rồi ghép ta nào. Là C 12 với 6. C 12. O. O 16 với O 17. O 16 với O 17 là một cái nè. Rồi tiếp. O 16 với O 17 với C 13. O 16, O 17, C 13. Rồi. Dạ. C 12 với C gì? C 12 có 1 rồi với O. C 12 với 2 O 16. À, 2 O 16 rồi. C 12 với ủa, C 17 ý lộn, C 13 với 2 O 16. À, 2 O 16 rồi. Còn C 12 với 2 ô 17. C 12 với 2 ô 17. Cái này là 12 phải không? 2 ô 17. Rồi đồng ý. C 13 với 2 ô 17. C 13 còn 2 ô là 17. Rồi hết chưa? Dạ hết rồi. Ừ, hết rồi, vậy thì mấy cái? Dạ 6. Ừ, 6 cái. Ừ, để viết không có sót á, em cố định một cái, em đổi một cái, ví dụ như em cố định C, không, em lấy cái đồng vị C 12 rồi em ghép hai cái ô thì có, nó có thể là ô 16 với ô 16 nè, rồi ô 17 với 17 nè, rồi 16 với 17, vậy là được ba cái rồi. Vậy thì tương tự lấy cái C 13 ra thì cũng được ba cái vậy nữa, vậy tổng cộng là 6 cái. Rồi, ví dụ như ta cho H với C L thì cũng biết được ghép ha. H sinh L thì chỉ là một H với một sinh L thôi. Hoặc là H2O rồi đó ha. Rồi câu 19 tới bạn Hương, này dùng cô Hương. Chị là tự nhiên đọc đề đi cô. Thank you.
Câu này là kêu tính phần thành phần phần trăm thì mình xài công thức a trung bình đó, nhớ không? A trung bình của đồng thì bằng gì em? Dạ là bằng 63 nhân cho x. Rồi. Dạ cộng 65 nhân cho x2. Tính x2 theo x luôn. Mình có hai đồng vị, phải không? Mình có hai đồng vị của đồng. Đồng vị thứ nhất mình đặt cái phần trăm là x phần trăm, vậy thì đồng vị thứ hai phần trăm là bao nhiêu? Một trăm. Dạ, 100% trừ chữ y. Ừ, 100% trừ chữ y. Rồi ở dưới mẫu là chia cho 100. À, 100. Vậy mình tìm y. Cô. Ê ba, không? Rồi chọn đáp án giùm cô ơi. Để em ăn tiền. Con lẹ quá ha. Đề hỏi phần trăm đồng vị nào? Dạ, 65 CU. Ừ, hỏi 65. Mà nó kêu mình đặt ít là phần trăm của đồng vị nào? Ừ, dạ, 63. Ừ. Ờ, em mới tính lại. Ừ, vậy thì 65 là nhiêu ha? Dạ là 27. Ồ, là 27. Câu D. Rồi, cẩn thận nha. Đừng nói không sai câu này nghe, có sai không? Dạ không biết nữa cô. Nhớ nữa hả? Ngọt hen mấy bạn làm bài kiểm tra, tôi hỏi lại câu này làm đúng hay sai, không ai nhớ hết trơn á. Không ấn tượng gì đúng không? Rồi, câu 20. Minh Châu làm gì Minh Châu? Câu này sao cũng quên rồi cô. Quên rồi hả? Cũng xài công thức như bạn hồi nãy, nhưng mà thay vì mình thay là phần trăm thì mình xài bằng tỷ lệ nguyên tử, số nguyên tử. Không, a trung bình của mg bạn gì là thay vì mình thấy phần trăm thì em thấy phần trăm của cái mg 24 gì không, thì khối lượng nguyên tử là số khối đó, thì em có cái số lượng nguyên tử là bao nhiêu nè, có tỷ lệ là 32, diễm cơ 3 là số nguyên tử của đồng vị 24 đi, thì nên sẽ là 3 nè nhân cho 24. Ờ, cộng viết cho mình cho. Thì cái đồng vị thứ hai là 2. Ờ, nhân cho. Nhân cho 24. Nè, đồng vị y hơn 1 neutron là 25. Ừ, 25. Chia 100. À, xin lỗi, chia cho tổng số nguyên tử là bao nhiêu? Những này 2, này 3, vậy tổng là 5. Ừ. 24,4. Ờ, vậy là câu B nha. B. Vậy cái dạng này mình phải tập hai cách thế. Một là cho phần trăm thì bạn quen rồi. Vậy người ta không cho phần trăm, nó cho tỷ lệ nguyên tử, mình cũng biết được thế ha. Mình vẫn xài công thức đó, nhưng mà mình hiệu chỉnh lại. Thay vì mình thấy bằng phần trăm thì mình sẽ thấy số nguyên tử, và ở dưới mẫu thay vì mình thấy 100 vô thì mình sẽ thấy tổng số nguyên tử ha. Học hai cách để ví dụ như khi đề cho không cho phần trăm thì mình biết được mình làm. Rồi câu 21, câu lý thuyết nè Quang Anh. Dạ. 21. Những nào trong đây đã bảo quà. Cô đê thôi. Cô đê thôi, ngon. Sao tới lượt em mấy câu dễ dễ gì trời. Vậy hồi kiếm câu hỏi cho bạn anh làm, hen có một cái câu tính. À không cô, đó. Em nói chơi. Thôi, em nói chơi cô. Ừ, nói chơi. Em nói chơi cô. Rồi. Câu 22, tới Bảo Duy. Vậy làm gì Duy? À. Rồi, đọc đây nè. Nguyên tử của nguyên tố ý có 5 phân lớp. 5 phân lớp. Mà lớp ngoài cùng thì có 4E, vậy bây giờ viết sao cho tới 5 phân lớp cho cô rồi, đọc. 1 X 2 2 X 2 Rồi 2 B 6
ba ớt hai ba ba bê máy ba bê sáu ba bê sáu rồi không cho một ba bốn năm rồi rồi nghĩa là bạn đếm nè một phân lớp hai phân lớp ba phân lớp bốn phân lớp năm phân lớp rồi biết là bạn viết tới ba bê bạn dừng đó rồi đồng ý lớp ngoài cùng có bốn mấy lớp trong vậy thì bây giờ ghi vào những cấu hình của duy nhất ha cho cô biết là lớp ngoài cùng của con là lớp thứ mấy. Lớp ngoài cùng là lớp thứ mấy, thứ nhất, thứ hai hay thứ ba? Là thứ ba. À, lớp thứ ba có bao nhiêu em lớp trong? Sáu. Mấy? Lớp thứ ba nha. Tám. Ờ, thứ tám thì người ta nói con lớp ngoài cùng có mấy thôi? Bốn. Có bốn à? Vậy thì mình có nghe lại. Vậy thì bớt còn mấy? Ừ, bớt còn hai thôi, đúng không? Đâu này dễ dụ được nhiều người lắm nè, phải không? Nên là lớp tư mơ sẽ viết là 3B4 là rồi luôn á, không? Ờ, 3B2, tại vì người ta nói là lớp ngoài cùng. Còn khi nào mà cô nói là phân lớp ngoài cùng có 4E, ừ thì 4E thì như 3B thì nó đúng, thì ghi đó là phân lớp ngoài cùng. Còn cái này người ta nói là lớp ngoài cùng, nên phải tính luôn cái 3S nữa nha. Vậy thì có bao nhiêu, số hiệu nguyên tử là bao nhiêu cái gì? 14. Ờ, 14, rồi. Cái kiểu như là đã cho 14 mà còn cho 16 không? Rồi câu 23 tới bạn Khánh An. Dạ 23C. Ừ, nhóm mấy A thì gọi là nhóm halogen, kim loại kiềm là nhóm mấy A ha. Kiềm là nhóm mấy A hả Khánh An? À, nhóm 1 A. Kiềm thổ. Kiềm thổ là 2 A. Ừ, còn khí hiếm. Khí hiếm là 8 A. 8 A, thế mấy cái nhóm điển hình hồng cô nha. Rồi, câu 24, câu này viết vui lắm nè. Thái, với nhập cái Thái. Dạ, viết gì cô? Viết cấu hình. À. Rồi. Câu 24 mà con. Ừ, câu 24. 1x2. 1x2. Rồi. 2x2, 2b6, 3x2, 3b6. Rồi. 4x2. Ừ. 3d5. 3d mấy? 3d7. 3d7. Rồi sao? Xong chưa? Dạ, phân lớp. Còn cái này nè, 27 electron. 27 electron thuộc các phân lớp B. Có nghĩa là các cái phân lớp B cộng lại 27 E. Nhà Thái dưới tới đây là được bao nhiêu E rồi? Dạ, mới 12. Ờ, hơn mới 12 à, 27 còn xa quá, đúng không? Ờ. Rồi, dưới tí. Dưới tí. 3D, 3D 10. Ừ, 3D 10, rồi. Đêm 10 hết tới gì luôn rồi. Chưa đi được nửa đường nữa. Để xíu kiếm tập. Trời ơi, kiếm tập nữa. Đâu bạn này với đọc tiếp ơi. Đọc dèo 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 thương ơi. Hả? Thiện hồi sáng giờ không thấy phát biểu. Thiện bị lớn hết hả? Phúc, tiếp đi Phúc. Ba đêm 10 gì nữa Phúc? Nó còn không nhớ nè. Đâu ai nhớ đọc tiếp không? Nguyên nhớ không đây? Không ai nhớ thiệt luôn á hả? 4B6. Ừ. Rồi tiếp rồi. 4B6 rồi gì? 5X1. 5X mấy? X1. Với 1 hả? Dưỡng cô 27. 27E thuộc phân lớp B.
từ từ đếm đếm thôi coi, đếm 27 rồi. Okay. À, 10 10 20 26 27 đúng rồi con. Nè nè nè, e nó trong thuộc các phân lớp B chứ không phải là có tổng số e là 27. À 2 các phân lớp B mới 6 3 6 18. À, 5S2. Rồi. À, 4D10. Ừ. Rồi 4F14 ta. Không đâu, 4F còn xa. Chỉ theo mức năng lượng như cô đi, hơi sai đó. 5D. 5B, ờ đúng rồi, 5B6. Ừ, 5B6. Xong rồi tiếp tục 6S1. 6S2. 6S2. Rồi. Ồ, nó dài quá. Cho câu đúng chắc chơi luôn. 5B10. 5B10. Vậy 5D10. 4F. 4F. 4F14, trời ơi. Tiếp. Xong rồi tới 5D10. À. 5D10 xong rồi tới 7 7 ít đi. 5D tới 6 rồi. À, 6 6B6 à. 5B6. Rồi coi dừng được chưa? Vừa viết vừa đếm nghe đi, hỏi hú nghe. Như vậy. 1 2 à. 3 4 5 dư rồi cô ơi. Rồi. 6 lần 4 là 24 à. Phải không? 24 vậy là 4 à, 6B3. Phải không? 6B3. Lần đầu tiên viết tới F14. Ủa có gì đâu. Rồi, đó đếm đi nhiêu e, khỏi sắp hay sắp lại thì cũng nhiêu e đó, mà không sắp nó cũng nhiêu e đó. Rồi đếm. Thôi cô đừng sắp cô ơi, nó rối lắm rồi. Rồi cộng đi. Đủ rồi. Thì cô cộng lại bao nhiêu e? Cộng cho cô chọn đáp án kìa. Ờ, trời ơi. Cô đợi em xem lấy máy tính cho ta. Các bạn hãy cộng đi. Tám mươi ba con. Ừ, 83, mày hai cộng với 83 rồi đó. Bữa đó làm đúng câu này không ha? Ai làm đúng câu? 83. Ừ, ai làm đúng câu này đâu? Hà làm đúng không hả? Không, không nhớ. Dạ đúng không? Ừ, hai làm được chưa? Ờ, với ở ngoài anh làm được ngoài anh. Không nhớ. Em không nhớ coi, nhưng hình như bữa này cái câu này như em nảy sầm. Ồ. Xong hết thời gian em chờ đúng một câu này lại. Vậy đó hả? Dạ. Nó dài quá. Thì đúng rồi, phải cho một câu vậy đó. Này câu 25 đó nè. Rồi làm câu 25 đó. Ai làm được câu này, ai làm đúng câu này làm cho cô đi. Bạn nào làm đúng câu này làm cho cô coi. Cô làm đúng không Phố hay cô điểm cao nè. Đúng không Phố? Cô đâu có được nguyên gì điểm đâu, cô đó bỏ lại rồi. Sao Phố? Câu đó bữa bỏ lại. À. Nếu ai làm được câu này Kiệt làm được không Kiệt? Cứ làm đi. Tại bữa hết giờ. Ờ không kịp hả? Kiệt làm được không? Câu này mới sầm không? Hả? Mới sầm hả? Hà làm được không Hà? Hà là không được. Không được. Rồi. Hà. Em cũng sầm nữa cô. Ôi trời. Gọi đại diện một người làm với tôi đi. Đó là. Ai làm cô hướng dẫn cho làm. Tôi. Rồi. Còn một số. Cô làm đi Phú. À, em chỉ bốc số mà. Ủa đâu có đâu, giờ cô kêu bạn cuối là như rồi, khối lượng riêng. Khối lượng riêng là 7,87 gram trên 1 cm khối. Trong tinh thể Fe là hình cầu, chiếm 75% thể tích. Rồi là khe rỗng, khối lượng nguyên tử. Rồi xuất phát từ cái khối lượng nguyên tử. Ờ, 58, 785. Vậy đơn vị là gì ha? Khối lượng nguyên tử đơn vị là gì? Gram trên mol. Ờ, gram trên mol. Có nghĩa là em hiểu là sao? Một mol sắt. Ừ, một mol sắt á thì nó nặng bao nhiêu gram? Một mol sắt nặng 55,85 gram. Ừ, gram, rồi. Một mol sắt nặng 55,85 gram. À, có D, xin lỗi, có D có khối lượng riêng, có khối lượng tìm lại. Là gì? Có D, có M tìm. Gì cô? Có D. Ừ, có M, M bằng gì? Đây, ừ. Vậy thì V nó sẽ bằng M chia cho D. D. Ừ. 55 85 chia cho 7.
71 cm khối. 7,1 làm tròn rồi đó. 7,1 cm khối không? Cm khối là đúng rồi, gam. Cái này em xài gam vô thì nó phải trả về cm khối. Nhưng mà cái này mình đang tính thể tích cho bao nhiêu? Đang tính thể tích của một mol sắt. Một mol sắt thì mình đưa lại cho một nguyên tử sắt được không? Thể tích của một nguyên tử sắt á. Một nguyên tử sắt một có 6 × 10 = 23. Đúng rồi. Lấy 7,1 là chia cho 6,02 đi, nhân 10 × 23. Số Avogadro quá lớn. Nghĩa là một mol của bất kỳ chất nào là nó chứa một cái lượng là 6 × 10 √23 nguyên tử hoặc phân tử á. Thì đưa về lại là bao nhiêu? Một phẩy 18 nhân 10√23. 10√23 cm khối. Rồi. Mà có phải là trong nguyên tử là nó chiếm 100% thể tích không? Hay là nó chiếm bao nhiêu thôi? Chiếm có 75. Vậy thì phải tính lại. Vậy thì sao đó Phúc? Nhân thì 75% vậy. Nhưng lấy con số này nè, nhân tiếp cho 75% nó tính là thể tích hợp á. 8,85 nhân 10√24. Rồi, 75%. 8,85 hả? 85 nhân 10√24. Trừ 24, rồi cm thôi. Vậy thì từ thể tích là sẽ đưa về bán kính ha. Mình có công thức tính thể tích của hình cầu. Hình gì ha? Thể tích. Từ từ đi nhớ, tớ quên, mình lâu không xài. Thể tích hình cầu. Nhớ không kịp. Thấy nhớ. Mọi kiệt là học sinh toán mà, chuyên toán mà. Nhắc kiệt, V hình cầu bằng. Học rồi em quên rồi cơ. Trời ơi, quên hay vậy. 4/3 cho R mũ 3. Bi nữa, có bi nữa. Bi R mũ 3. Vậy thì em thấy V là con số này vô nè. 4/3 bi. Bi là 3,14 ha. Và R mũ 3. Tức là lấy căn 1/3, lấy căn 1/3 lên. Làm. Rồi tìm rồi, vô đi. R 4. 4/3. Đợi máy chạy của tôi. Không phải thay cái gì không? Nó ra gì mà ít bằng gì đó, xong rồi dưới nó ghi là trừ R. Nè, cái này con đừng bấm chip so. Trời ơi, phương trình bậc 3 mà đi bấm chip so thì bảo sao nó là R. Ủa bậc 3 hả? Ủa chứ bậc mấy ha? Ủa chứ R mũ 3 không chịu phương trình bậc 3, khi nào nó phương trình bậc 1 nó mới giải chip so. Lấy căn bậc 3 lên. Đợi xíu. V nè. 8,85. 8,85 nhân 10. Thì muốn này là phải lấy căn 1/3 của cái này lên. Chia cho 4/3 bi bằng con số. Xong rồi lấy con số căn 1/3 của con số đó ra. Là 1,28 nhân 10√7. Trừ 8 mới đúng. Trừ 8 mới đúng rồi lớp. Sao bấm cái chữ 7, đợi em xíu nữa. Rồi. Sờ con em, ok, có cái sờ con. Rồi, căn 1/3 của... Sờ con ra 1,28 mà muốn trừ 8 đó rồi. Sờ ra bấm gì đâu. Cho ra nha. Ai bấm ra rồi? Bây giờ là số xa hơn nữa rồi. Bấm kỳ vậy ha. Không, các bạn khác bấm thôi. Các bạn khác bấm ra không? Ai bấm ra rồi? Rồi mưa luôn rồi. Cái gì vậy? Cái gì? Xếp. Theo 1/3. Con số.
số 8, 7, 8, 5. Phú nói gì? Phú nói mưa hả Phú? Dạ. Ồ, nay còn mưa đãi vậy? Rồi giờ ra mũ táo nè, ở từ táo này nè. Cô gần bám xong. Đây nè. Ồ, từ táo. Thành phố đi sao quá. 1,44 lần. Sai chỗ nào ta? À, câu đê hen. Tại hôm bố Khoanh Sùng có ai đúng không? Khoanh Sùng đúng được con này không? Chúc mừng lắm ha. Hả? Hả? Cô nói gì được? Cô nói ai mà Khoanh Sùng con này đúng chúc mừng lắm. Khoan Khoanh Sùng đúng không? Nói chứ thật ra cho con này vô để cho mấy bạn tính chơi thôi. Chứ cô biết cái dạng này không phải là cái dạng quan trọng của trường. Cô kêu tính chơi mà nó khó quá. Trời ơi, cho đi kiếm